Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe nói tới khái niệm nghiệp. Khi chúng ta làm việc gì hay chúng ta suy nghĩ điều gì nó có tính chất nhạy cảm, thì thường được mọi người khuyên là phải cẩn thận kẻo bị nghiệp đó. Vậy nghiệp là gì? Mời quý vị đăng ký kênh và đừng rời màn hình để theo dõi chi tiết ngay sau đây quý vị nhé. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được mạn phép gửi tới quý vị một số khái niệm về nghiệp. Kính thưa quý vị, đầu tiên, chúng ta định nghĩa nghiệp là gì? Nghiệp là một suy nghĩ, một hành động hay là một lời nói đã làm, được xét là có ảnh hưởng đến tương lai nói chung. Trong các tôn giáo Ấn Độ, nó đề cập đến nguyên lý tâm linh trong tôn giáo. Khi các ý định và hành động của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến cá nhân đó trong tương lai, các ý định tốt và hành vi tốt sẽ tạo ra nghiệp tốt và hạnh phúc trong tương lai. Trái lại, ý định xấu và hành vi xấu sẽ mang lại nghiệp xấu và sự đau khổ trong tương lai. Nghiệp có từ nguyên tiếng Nam Phạn là karma, được liên kết gần với ý niệm đầu thai trong nhiều tôn giáo ở châu Á. Với các nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, nghiệp là khái niệm chủ chốt trong Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jnana giáo, Rig giáo và Đạo giáo. Trong văn hóa phương Tây cũng có khái niệm tương tự, do chịu ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo cũng có một khái niệm tương tự như nghiệp, được biểu lộ trong cụm từ What goes around comes around. Gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Một hành động tốt hay xấu của một người thường có hệ quả lên chính người đó. Theo từ nguyên của nghiệp là karma, được dịch ý là nghiệp và cũng được phiên âm là yatma. Nghiệp là nguyên nhân đưa tới quả báo. Cả hai tạo thành luật nhân quả, tuần hoàn không dứt trong suốt cõi luân hồi. Chúng ta qua phần thứ hai là ý nghĩa của nghiệp. Nghiệp mang những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, hành vi, hành động, hoạt động, cách cư xử, tư cách, bao gồm ba hành vi thuộc ý, miệng và thân, tức là thân, khẩu, ý. Ý nghĩa thứ hai, dấu tích, kết quả lưu lại từ ba hành vi của nghiệp. Năng lực vận hành tiềm năng, nhân duyên tạo thành từ những hành vi mà cuối cùng sẽ tạo ra các kết quả khác. Thứ ba, hành vi xấu ác, tai hại, mê muội. Thứ tư, hạnh thanh tịnh. Thứ năm, nỗ lực, tinh tiến và phấn đấu. Kính thưa quý vị, khái niệm nghiệp rất quan trọng trong Đạo Phật, dùng chỉ cái quy luật chung nhất về quan hệ nhân quả. Theo Đạo Phật, mỗi tác động, tức là nghiệp, dưới một điều kiện nhất định sẽ tạo thành một quả. Khi một quả đó chín, nó sẽ rơi lại chúng sinh tạo ra chính nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt, thiện hay xấu, bất thiện, và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó mà một nghiệp sẽ để lại một dấu vết nơi tâm thức của chúng sinh tạo nghiệp, và tâm thức đó nó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín mùi có thể kéo dài rất lâu, có thể nhiều đời, nhiều kiếp, và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong kiếp luân hồi. Ví dụ, thầy Minh Tuệ có thể đã tu nhiều đời, nhiều kiếp, đến bây giờ mới sinh quả ngọt. Phần thứ ba, chúng ta đi tìm hiểu nguồn gốc của nghiệp. Một nghiệp được gây ra bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ, còn gọi là thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp. Như thế, khi chúng ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết là việc làm đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng đã tác tạo nghiệp. Một hành động sẽ không gây ra nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham sân si, có nghĩa là việc làm của chúng ta không cố ý. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, chúng sinh phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều quyết định sẵn, gọi là thuyết định mệnh. Nghiệp sẽ tạo ra quả báo trong tương lai. Quả báo khi đủ nhân duyên sẽ làm chúng ta tái sinh vào một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, một điều kiện sống cụ thể. Nhưng hành động của chúng ta trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do và dựa theo nhận thức của chúng sinh đó. Hành động do chúng ta lựa chọn thực hiện sẽ tạo ra nghiệp mới và quả báo mới. Phật dạy, ác nghiệp chính do mình tạo ra, tự mình sinh ra.
Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch. Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành cũng bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Thưa quý vị, trên đây là một số khái niệm về nghiệp, nguồn gốc và ý nghĩa của nghiệp. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.